Cô thân ái chào các bạn tuổi Đinh Tỵ 1977. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về 3 tháng 4, tháng 5, tháng 6 của cái năm Quý Mão. Coi gia đạo của mình nó được tốt đẹp, nó được thuận lợi hay không. Chúng ta nói sơ lại một sơ lược một cách để chúng ta tìm hiểu được coi cái năm này nè, cái năm Mão này chúng ta làm ăn như thế nào, có tốt, có xấu, vận hạn chúng ta ra sao. Thì giống như những người tuổi Tỵ khác, bạn không gặp tam tai, các bạn gặp không phạm thái tuế, các bạn gặp một cái vận niên tốt đẹp, đó là cái vận niên Thổ Lộc Nguyệt, nghĩa là mình có thể thư thả, mình yên ổn, mình vui vẻ, mình ngắm trăng. Đó, như vậy là mình có những cái điểm tốt ở trong cái tuổi của mình trong cái năm nay. Và bạn nam á, bạn nữ trong cái năm nay đều gặp những cái sao trung tinh, nghĩa là những cái sao nó không quá xấu cho mình. Nam thì gặp sao Thổ Tú và hạng Ngũ Mộ, nữ thì gặp sao Vân Hớn và hạng Ngũ Mộ. Với những cái sao này thì các bạn cần chú ý ở trong cái lời ăn tiếng nói, cần tránh những cái điều thị phi nó đáng tiếc gây ra cho mình, cũng cần giữ gìn sức khỏe. Ngũ Mộ thì cũng cho các bạn chú ý về cái bệnh đặc, nhưng mà nó không nặng nề cho mình lắm. Thì bạn á là mạng ủa chúng ta xét về cái năm sinh của các bạn, đó là cái năm Đinh Tỵ, và kết hợp với cái mệnh của các bạn đó là mệnh Thổ. Những người mệnh Thổ thì người ta gọi là con nhà Quỳnh Đế. Để phân biệt và cái giai cấp của bạn thì chúc mừng cho các bạn được xếp vào loại Quỳnh Đế Phú Quý, nghĩa là ở cái giai đoạn đầu các bạn có khó khăn đi nữa thì về sau, về dài, về tuổi lớn tuổi, các bạn cũng được sự vinh hoa, được cái sự phú quý, được cái sự tốt đẹp cho mình. Nên chúc mừng cho các bạn. Thì bạn sinh năm Đinh, cái tận cùng bằng số 7. Như vậy là cái năm âm. Mà nếu là mình nam á, thì trong tử vi người ta coi mình là âm, người ta gọi mình là âm nam. Như vậy là nam thì đáng lẽ là phải là dương nam thì mới tốt, nhưng mà mình âm nam, cho nên mình xét ra thì mình là âm dương nghịch lý, nó không thuận cho những cái bạn nam. Trong cái công việc làm ăn thì nó không thuận lợi bằng cái bạn nữ. Bạn nữ thì gọi là âm nữ. Như vậy là xét ra nó là âm dương thuận lý, nữ nó sẽ được tốt đẹp, nó được thuận lợi, âm dương thuận lý, tốt đẹp, nữ thuận lợi hơn nam. Cái mệnh của bạn là mệnh Sa Trung Thổ, và cái vận niên cả cuộc đời của bạn là Đầm Nội Chi Xà, là cái con rắn nó ở trong cái nó đầm, nghĩa là cái con người của bạn nó sẽ chờ cái thời cơ nó mới phát lên. Các bạn ung dung, các bạn chờ thời cơ đến, các bạn mới phát huy cái tài, phát huy cái tính cách của mình. Không phải lúc nào bạn cũng sôi động à làm. Cái năm này lúc nào mình cũng phải có cố gắng để mà mình làm việc, mà bạn ung dung, bạn chờ thời, đến thời cơ thì bạn mới phát lên. Nó mới là hợp cái tính cách của bạn, chứ không phải lúc nào bạn cũng bận bịu mà rối ren cả. Mình biết chờ thời cơ. Rồi bây giờ cô nói về ba cái tháng 4, tháng 5, tháng 6. Thế tháng 4 là cái tháng Đinh, nó thuộc về quả, mà mình Đinh cũng quả, cho nên cái tháng này cái công việc của mình nó ổn định. Tiền bạc tài chính của mình nó ở cái mức độ trung bình khá. Về công việc của mình á thì có ở mức độ bình ổn.
tỵ tỵ, cái tháng tỵ mà mình cũng tuổi tỵ, cho nên nó có cái phần khó khăn cho mình nha, không phải bình ổn đâu. Nó xung với tháng, tuổi mình xung với tháng cho nên cái công việc của mình có khó khăn một chút nha. Về sức khỏe thì không được thuận lợi lắm. Về vấn đề tình cảm gia đạo thì nam nữ gì cũng có cái chuyện buồn rầu, không vui vẻ, không được phấn khởi lắm trong cái chuyện tình cảm gia đạo. Qua cái đến cái tháng 5, cái tháng 5 là cái tháng mậu thổ mà bạn đinh quả nên sinh sức, nghĩa là bạn làm ăn có tiền bạc, có tài lộc, nhưng mà bạn phải đi lo toan cho người khác. Mình có tiền nhưng mà mình phải lo cho cái chuyện mà không đáng lo cần, không phải đáng lẽ mình phải không cần, nhưng mà mình vẫn ôm đồm, mình vẫn lo, tại vì mình là cái mạng quả, quả nó làm tốt cho thổ, cho nên mình làm những cái công việc mà là cho người khác được hưởng lợi hơn là cái bản thân của mình. Tiền bạc trong túi mình lại móc ra, công việc thì ổn định, sức khỏe thì bình ổn. Trong cái tháng 5 này, gia đạo của mình nó được tốt đẹp, nam nữ cũng đều được tốt đẹp, cũng đều được thuận lợi, vui vẻ và hạnh phúc. Tiếp tục sang cái tháng 6 thì nó giống như cái tháng 5, nghĩa là cái tháng sinh xuất. Tiền mình có nhưng mà mình phải lo toan, mình phải giúp đỡ ngược cho người khác, cho nên tiền trong túi mình nó không dư giả là mấy. Công việc thì nó bình ổn, sức khỏe thì thuận lợi. Trong cái tháng này á, nam thì trong gia đạo có những cái chuyện bực bội, tốn tiền tốn bạc, gia đạo xích mích, không được thuận hòa. Nữ thì gia đạo được ấm êm, được hạnh phúc, được tốt đẹp. Như vậy là trong 3 tháng, từ tháng 5, tháng 6, các bạn có một cái tháng tiền bạc nó ở cái mức độ bình hòa. 2 tháng các bạn sinh xuất tiền bạc mình phải lo toan nhiều bên ngoài. Về vấn đề tình cảm gia đạo thì các bạn thấy là có tháng tốt, có tháng xấu. Thì chúng ta biết cố gắng, chúng ta tháng tốt thì chúng ta cố gắng làm cho nó tốt hơn nữa. Còn cái tháng nào tình cảm gia đình mình có cái chuyện xấu thì mình cố gắng mình nhường, mình nhịn lẫn nhau, tránh những cái lúc mà xung đột để mà chúng ta phải tức tối, mà chúng ta buông ra những cái lời nói không hay làm tổn hại đến cái tình cảm gia đạo của mình thì nó không tốt nha các bạn. Thì bài chia sẻ cho các bạn về tháng 4, tháng 5, tháng 6 của cái năm Quý Mão đến đây là hết. Thì cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn cùng gia đình được nhiều vui vẻ, sức khỏe và hạnh phúc.